Team Quần Elite đã gửi tặng gaming gear cho GAM. Sau vòng loại chung kết thế giới 2022, tên tuổi của GAM Esports trong giới LPL được chú ý hơn hẳn. GAM nhiều lần xuất hiện trên mặt báo xứ Trung. Trước thềm chung kết thế giới, đội cũng được nhắc tới khi ở chung bảng với một đại diện LPL là Top Esports. Để rồi thời gian qua, từ một gương mặt bình thường, đại diện Vset trở nên vô cùng hot với giới Liên minh nước bạn. Bởi lẽ GAM đã tiễn niềm tự hào của LPL, Top Esports về nước ngay tại vòng bảng chung kết thế giới. Hiển nhiên, có rất nhiều ý kiến xung quanh nhà vua Việt Nam. Một số người không hiểu tại sao Top có thể thua một đội tuyển nhỏ như GAM, nhưng cũng có fan khen ngợi màn trình diễn từ GAM. Và rồi, truyền thông xứ Trung không ít lần viết bài về đại diện Việt Nam. Mới đây, trang QQ còn tiết lộ câu chuyện liên quan đến GAM và LPL. Cụ thể, ông lớn Việt Nam từng nhận một món quà từ Team Quần Elite, thế lực cũ trong giới Liên minh xứ Trung, gửi cho đội láng giềng Gaming Gear gồm bàn phím với chuột khi hai đội gặp nhau tại chung kết thế giới 2017. Thời điểm này, Vset mới tách ra thành khu vực riêng và rất khó khăn. GAM dù là ông lớn nhưng cũng không thể so sánh được với những đội tuyển từ nước khác. Để rồi, theo QQ, Quần Elite được dịp làm việc chung với GAM. Khi thấy đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn, phía Quần Elite liền muốn giúp đỡ. Vì thế họ đã gửi tặng cho GAM những trang thiết bị chơi game tốt nhất. Khi câu chuyện này được chia sẻ trong cộng đồng LPL, nhiều fan không tin, bởi lẽ họ không nghĩ GAM từng khó khăn như vậy. Để rồi có fan lên tiếng giải thích. Những ngày đầu LPL mới thành lập, Quần Elite cũng từng rất khó khăn, thậm chí tuyển thủ phải ngủ vất vưởng trên tàu điện ngầm. Và các điều kiện khác cũng chẳng tốt hơn so với đại diện Vset. Vì thế không thể lấy LPL của 2017 so với GAM 2017, khi hai khu vực có sự chênh lệch lớn. Ngoài ra, có lẽ vì Quần Elite từng gặp nhiều chông gai nên mới đồng cảm lúc gặp gỡ GAM tại chung kết thế giới năm đấy.